Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với YouTube Đức Nguyễn Chí Phi, Instagram là Cá Ăn Đói và TikTok là Cá Ăn Đói. Và với video này chúng ta sẽ đi thưởng thức những món ăn vặt người Hoa mà được giới trẻ Sài Gòn cực kỳ yêu thích luôn. Và có những món ăn vặt của người Hoa mình làm tưởng là của người Việt luôn á, bởi vì nó Sài Gòn rất là lâu rồi. Nào, Tạ Gia Hạo và Sư Đức cùng mình khám phá nhé. Nhắc đến ẩm thực người Hoa thì làm sao bỏ qua món bột chiên ngon xuất thần này được. Bột chiên là món ăn đơn giản có nguồn gốc từ Trung Hoa, được du nhập vào Việt Nam và là một món ăn chơi, ăn sáng hoặc là ăn khuya quen thuộc ở khu vực Sài Gòn cũng như là một số nơi khác. Ở Sài Gòn có hai loại bột chiên, đó là bột chiên kiểu người Việt và bột chiên kiểu người Hoa. Bột chiên kiểu người Việt sẽ được chiên nhiều dầu hơn, vàng giòn bên trong, lỏng bên ngoài và ăn với là nước tương chua ngọt. Bột chiên của người Hoa được cắt miếng thon dài, chiên ít dầu, có thêm phát xì dầu tạo màu và là xá bấu bên trên, ăn kèm sẽ một loại nước tương khác hương vị so với lại người Việt. Để chiên bột, người ta sử dụng chảo gang to cỡ cái nia và đặt trên bếp với lửa rất lớn, gọi nôm na là bếp khè. Chảo này thì được thiết kế nhô ở chính giữa để bột chiên đạt đủ độ giòn bên ngoài, mềm bên trong và không bị ngấy mỡ. Sau khi bột chiên đạt đủ độ tới trên chảo, ông chủ quầy sẽ đặt một quả trứng hoặc là hai quả tùy vào người ăn yêu cầu, rắc thêm một ít hành bên trên rồi lật lại cho giòn, sau đó sẽ thêm một ít xá bấu và tóp mỡ. Nhìn dĩa bột chiên màu sắc rất là bắt mắt và các bạn cũng dễ dàng nhận được sự khác biệt so với lại bột chiên của người Việt rồi ha. Bột chiên chỉ hơi giòn bên ngoài, vẫn giữ được độ mềm, mịn bên trong, ăn béo, thơm, xá bấu và tóp mỡ tăng thêm độ mặn mà và giòn tan trong miệng. Xịt thêm một ít tương ớt vào nước tương cho đúng bài nhé. Nếu bạn nào quen ăn bột chiên kiểu người Việt thì hãy thử một lần ăn bột chiên kiểu người Hoa xem sao nhé. Địa chỉ mình ăn nằm ở 190 Hải Thượng Lãn Ông. Bánh hè là món ăn đặc trưng của người Hoa và có mặt từ rất lâu đời ở Sài Gòn. Những chiếc bánh hè dân dã, mộc mạc được mọi tầng lớp người dân ưa chuộng. Loại bánh này được bán khá nhiều ở khu quận 5 nên tập trung nhiều người Hoa sinh sống. Những chiếc xe bánh hè có thể đẩy đi khắp mọi con đường hoặc dừng một địa điểm cố định. Chỗ mình ăn là xe bánh hè đối diện với lại chùa Bà Thiên Hậu của hai ông bà lớn tuổi, bán từ lúc 13 giờ đến 18 giờ. Bánh hè có một lớp bột gạo bên ngoài, bên trong là nhân hẹ, khá là đơn giản nhưng ăn hơi bị ngon. Thường thì mình biết bánh hè chiên thôi, nhưng mà thật ra mình có thể ăn bánh hè hấp cũng được nhé, nếu bạn không thích ăn chiên. Bánh hè ở đây làm dạng dẹp nên là chiên sẽ nhanh giòn hơn. Mình có gọi một phần bánh hẹ 3 cái và thêm một cái trứng là 30k, ăn kèm với bánh hẹ có nước mắm pha sẵn và một ít đồ chua. Và bánh hẹ là bột gạo nên mình ăn có tưởng là ăn bánh xèo của mình không á. Lớp bột mềm, dai, thơm, có tí giòn ăn rất là thích. Nhân hẹ bên trong cho cũng nhiều, làm sạch sẽ, nước mắm pha vừa đủ. Các bạn nên gọi kèm bánh hẹ với lại trứng chiên nhé, ăn sẽ ngon hơn. Số mình hay nay sau á, đi ăn mấy đồ nóng thế này mà toàn gặp trời mưa nên ăn rất là ấm lòng. Món tiếp theo là khổ qua cà ớt. Khổ qua cà ớt là một món ăn chơi đặc trưng của người Hoa. Các bạn dễ dàng gặp món này ở các khu chợ quận 5, quận 11, quận 6. Món này có tên gọi khác là súp thập cẩm, gồm khổ qua, ớt, đậu bắp được nhồi với lại chả cá. Cùng với đó là ngập tràn các loại topping khác như là huyết, da heo, đậu hũ, đậu cô ve xoắn, cá viên chiên, vân vân. Nhiều món ăn rất là đơn giản nhưng cách chuẩn bị khá là tỉ mỉ. Người chế biến phải khéo tay lấy hết phần ruột ớt, đậu bắp mà không rách phần bên ngoài. Sau đó nhồi chả cá vào bên trong. Nước súp phải là hầm từ xương và các loại củ để đảm bảo độ ngọt thanh, thơm. Chứ mà món này mà nước lèo lạc chách á, thì kinh lắm. Chỗ mình ăn hủ qua cà ớt của Chế Trang, một trong những địa điểm bán món này ngon ở Sài Gòn. Hai vợ chồng chị chủ thân thiện và dễ mến lắm. Ăn cùng với món khổ qua cà ớt sẽ có là mì tôm. Cái này là tùy các bạn gọi thêm hay là không.
Nước súp chị nấu ngon lắm, ngọt thanh, húp ấm bụng, chả cá chiên ăn giòn sực sực, ít bột, mấy món nhồi ăn rất là ngon. Nếu bạn nào muốn ăn no thì cứ gọi thêm một phần mì như mình nhé. Nước súp ngon nên ăn với phần mì hợp lý lắm. Món tiếp theo là há cảo xíu mại, quen thuộc với lại người Sài Gòn, đi đâu cũng có thể thấy được cái xe đẩy bán. Há cảo xíu mại nằm trong cái món ăn điểm tâm của người Hoa, bao gồm là bánh bao, chân gà chân, cháo, bánh bao chỉ, bánh xếp, vân vân. Nhưng ở Sài Gòn, ngồi các hàng quán nhà hàng lớn thưởng thức theo phong cách dim sum đó, thì ở văn hóa vỉa hè, mọi người ăn theo kiểu tả bí lù, thập cẩm. Há cảo, xíu mại, bánh xếp được xếp chung trong một cái xửng lớn luôn, chỉ cần gọi một dĩa thập cẩm là có đầy đủ vị để thưởng thức. Chỗ hôm nay mình ăn là dim sum Minh Ký, 76 Nguyễn Thời Trung, phường 6, quận 5. Mình có gọi một dĩa thập cẩm, một phần bánh xếp, một bánh bao xá xíu và một xô lá sen. Ăn kèm với há cảo xíu mại là nước tương pha giấm, thêm một chút xíu tương ớt. Ai ăn cay thì thêm sa tế ớt, rau răm, hành phi. Há cảo xíu mại có nhân tôm và là nhân thịt, lớp vỏ bên ngoài mỏng, bên trong nhiều nhân. Tôm thịt, ngọt thịt, thơm ngon, ăn rất là thích. Mình cực kỳ thích xíu mại ở đây, ăn vừa miệng. Bánh xếp có nhân thịt, hành, nấm mèo nhưng mà mình không hảo bánh này cho lắm. Bánh bao xíu mại nhìn không có đẹp mắt, nhân cũng không có màu đỏ như thường thấy. Nhưng mà khi ăn á, kính thưa quý vị luôn, nó ngon lắm. Ngọt ngọt, mặn mặn, ăn tích cực. Lớp vỏ bánh bao bên ngoài mềm nữa. Trời là trời, mình thích cực cái món này luôn. Chỗ này chắc là best về bánh bao luôn rồi. Xôi lá sen có phần xôi mềm mịn bao bên ngoài, bên trong có nhân nấm đông khô, thịt gà, một lọ sốt kẹo, ăn béo béo, nói chung là cũng ngon lắm, ăn rất chi là được. Đặc biệt là nước salmon cút uống rất chi là mát luôn, mình đã trở thành fan của nước salmon cút rồi. Lúc đầu mình tưởng món này là của người Việt vì nó quá phổ biến, nhưng sau khi tìm hiểu thì mới biết nguồn gốc xuất xứ của món này là của người Tiều, Trung Quốc. Chỗ hôm nay mình đi ăn có tên là Phá Lấu Bò Cô Thảo, nằm ở 243/29G, đường Tôn Đản, phường 15, quận 4. Mình ăn lần đầu chỗ này tầm 3 năm trước và bị ấn tượng bởi hương vị, nên ăn ở đâu thì cũng cảm nhận được chỗ này là ngon nhất. Theo người Tiều thì phá lấu được làm từ lưỡi, tai, ruột cho đến bao tử của heo, bò hay vịt. Nước phá lấu gồm có gia vị như là ngũ vị hương, quế chi, bát giác, đại hồi, tiểu hồi cùng với là một số vị thuốc bắc. Nhưng mà khi vào Việt Nam thì đã có nhiều biến tấu, nấu với lại nước cốt dừa, có bỏ đi một số thành phần để phù hợp với lại khẩu vị của người Việt. Phá lấu bò cô Thảo có phá lấu nước và bò khô, món nào cũng ngon. Nhìn nồi phá lấu thì các bạn biết được là hương vị đậm đà, thơm ngon rồi hen. Mình cứ gọi một phần phá lấu bò và một phần bò khô, kèm theo đó là một ổ bánh mì. Phá lấu làm rất là sạch sẽ, giòn và thấm vị nước cốt dừa, không bị tanh hay là dính tạp chất. Nước phá lấu thì thơm, béo, chấm bánh mì tuyệt vời. Ngon đến nỗi mình phải nhúng thật sâu bánh mì vào cho thấm đều cái nước phá lấu để ăn cho đã. Lâu lâu còn lén húp nước nữa. Mắm mì ở đây xuất sắc lắm. Chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Chấm phá lấu cũng ngon mà là chấm bánh mì cũng ngon nữa. Nói chung là thích lắm. Khô bò đen thì sực sực, mặn mặn, ngọt ngọt. Ăn vừa vị nhưng không khác lạ so với là mặt bằng chung. Tiếp theo là món bò bía được người Hoa gốc Triều Châu mang vào Việt Nam. Món này cùng với là món gọi cuốn của người Việt anh tạc khắp các xe ăn vặt trước cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, thậm chí là công ty ở Sài Gòn, huyền thoại về món ăn đường phố. Quán bò bía Lữ Gia 1.500 của cụ ông cụ bà đã bán được hơn 20 năm. Ngày xưa địa chỉ của xe bò bía này nằm ở 56/7 Lữ Gia, phường 15, quận 11, nhưng mà giờ đã dời vào địa chỉ đó là 39 đường số 3, quận 11. Đây cũng là địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh. Một cuốn bò bía sẽ gồm một phần bánh tráng bên ngoài, bên trong có xà lách, sắn khắp, đậu phộng, rau thơm, tép. Tuy ông bà lớn tuổi nhưng tay rất là nhanh nhẹn, cuốn đều và thẳng tắp. Ăn kèm với bò bía sẽ là sốt tương đậu phộng và luôn được giữ nóng trong nồi như thế kia.
mình có gọi một phần bò bía 10 cuốn nhưng giá chỉ có 15k thôi, quá rẻ cho một buổi xế chất lượng. Bò bía ngon là nhờ nước chấm, cũng một tên gọi tương đậu phộng nhưng mỗi nơi có một bí quyết khác nhau, không đùa được đâu. Tương đậu phộng ở đây pha theo công thức mình cảm nhận được có sự khác biệt so với hàng quán khác, tương kẹo và thơm đậu phộng, béo, không quá đậm đà. Theo mình, điều mà níu kéo thực khách suốt 20 năm trời chính là thứ nhất, giá quá yêu thương dành cho các bạn học sinh sinh viên. Tối nào mà học thêm thì chiều quốc 10 cuốn thôi là căng tràn sức sống, nạp năng lượng để chiến đấu tiếp liền. Thứ hai là tìm lại ký ức của tuổi thơ. Nhiều cô chú lớn tuổi vẫn tụ họp ở đây râm rã những câu chuyện phím ngày xưa, thời mà chúng ta chả có gì trong tay nhưng cực vui, không lo, sầu muộn. Bánh tiêu có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập vào Việt Nam, trở thành một món ăn đường phố quen thuộc của người Việt từ rất là lâu đời. Bánh tiêu có nhiều phiên bản khác nhau như là bánh tiêu nhân bánh bò, bánh tiêu nhân đậu xanh, bánh tiêu đường, v.v. Và đặc biệt hơn hết đó là bánh tiêu nhân sầu riêng. Bởi lẽ người miền Nam khoái ăn sầu riêng lắm. Chất bột là bánh tiêu nhân sầu riêng, thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng bên trong ẩn chứa khá là nhiều bí quyết để có chất lượng bánh thơm ngon. Viên bột sau khi vo tròn và rắc mì sẽ được cán dịp ra. Ông chủ quầy sẽ cho một muỗng sầu riêng vào và tạo hình tượng như là bánh gối, nhưng mà không có tạo viền. Vợ chồng cô chú có kinh nghiệm khá là lâu năm rồi nên nặn bánh rất khéo và nhanh. Bữa nào mà chú một mình thì chú vừa nặn xong rồi sẽ chiên, bữa nào có cô thì chồng nặn vợ chiên. Chảo dầu thảo sôi, cô thả từng em bánh sầu riêng vào, trở chừng vài lần là em nó chín vàng, nhẹ nhàng vớt em nó ra cho ráo dầu là xong. Dầu ở đây luôn được dùng mới mỗi ngày. Mỗi chiếc bánh tiêu sầu riêng chỉ có giá là 6k, thường thì mình ăn 3 cái trở lên thì mới đãi cơn thèm. Hương vị bánh cực kỳ thơm và ngon, lớp bột mềm, thơm kết hợp với vị ngọt và vị béo của sầu riêng bên trong, chua cha, nó đã từng miếng cắn luôn á. Mình khuyên các bạn nên đến đây ăn bánh tiêu nhân sầu riêng chính gốc này trước đã, rồi hãy thử ăn cái hàng quán khác. Mình tin chắc một điều rằng khi bạn thưởng thức xong cái hương vị tại ngay tại đây á, thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là đặc biệt và nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của thị trường. Và video review cuối cùng mình đến đây kết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn ơi, các bạn à, các bạn hãy nhớ like cũng như là subscribe kênh YouTube Đức Hiển TV. Follow Instagram là Cá Hôm Đói và TikTok là Cá Hôm Đói nhé. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.